chú anh chị và các bạn. Nhanh buổi sáng hôm nay, ngày đầu của tháng 7 tại trên thành phố Phước Bài, đó là cầu vượt Bình Phước ha. Đây là vượt đi Bình Phước. Con đường mình đang đi đó là con đường quốc lộ 1A về hướng bến xe miền Tây ha các bạn, An Sương rồi á. Hôm nay điểm đến của mình sẽ là Hủ tiếu A Phón. Giờ này khoảng 9 giờ các bạn ơi. Nay mình không tối qua thức khuya quá nên sáng nay hơi chạy chạy tí. Trên màn hình của các bạn đó là cầu vượt hay dưới dốc cầu vượt. Đây là Hủ tiếu mình đến nè, tiếu A Phón. Hủ tiếu A Phón này thì cũng có từ rất lâu rồi các bạn. Ngon.
đang có tinh thần thổi không? Chào cô chú đi. Con chào cô chú vào một buổi sáng nha. Rồi con ăn cái gì đây? Nói cho chú nghe đi. Bỏ đồ đũa ra nói chuyện với cô chú con. Rồi con ăn đi con. Chào bà bỏ vô đây cho con luôn nha.
sớm luôn ha.